to serve. They're going to... là những tình huống bước một của tuyển Việt Nam trong những phút đầu tiên là không được ổn. Vẫn là những đội tuyển Việt Nam bây giờ chỉ còn bị dẫn 2 điểm. Không, một trong số ít những phụ công hay nhất Đông Nam Á hiện nay. Một bóng tốt. Bóng ngoài sân rồi. 5-5. Taking a page from when Japan played them. Ang ginawa ng Japan, iba-iba yung tempo ng atake nila. And it kept those long players. Nice up by the libero. Oh, great net defense. One more look here. Resilient ang net defense dito ng Iran. The coverage no, itong number 12. May... Lahat ang nanonood dito ang panalo. Regalo! Oh, look at how Bagepus celebrated that point, set point here for Iran. Net defense, they get set number one. And Bagepus, nakaputi. Yan ang bentahin nila. Simula set number one hanggang dito sa umpisa ng set number two. Oh, the block of the Iran. You NFL fans know if the quarterback crosses the line of scrimmage, hindi siya maka-forward pass. You know, it's on the setter now. She's got to set that ball off the net. At to, mas nagagawa na para ng spiker. Para kang narinig ni Alikhani. And 2-3 feet away from the net. Oh, hindi may dudukot ng malalaki. Hindi pa rin gumalaw yung team ng Kazakhstan. Nagulat din siguro. Oo. Ang mahirap kasi dyan, na-establish yung rhythm of the game. You don't dip your elbow when you try to hit over. Net defense again. And in the middle of that defense was Sudabe Bagepu. Siyang taong bahay dyan sa may net, giving Iran a three-point lead, 13-10. Say po that we are learning, kasama po kami mga komentarista dyan. I mean, hindi kami katulad nila Tex na nakapaglaro at a high level ng volleyball. Pati kami natututo dito and we're happy.
because these are the thing area. Lima na ang abante ng Kazakhstan. 5-0 run. And that stops the bleed. Kasi nasa defense naman yan eh. Ooh. Okay, well defended. You know, na-shank lang. Okay lang yan. Ultra fast spike. Presented by Piotr. Đoán được hướng tấn công của đối phương. Một tình huống mà quả đập không thành công của Hà Ngọc Diễm. 11-8. Lại một tình huống chuyền một không chắc chắn của các cầu thủ Việt Nam. Thì cũng không có được một sự ổn định. Hà Ngọc Diễm.